Ngay sau khi có giấy phép môi trường do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp, ngày 4 tháng 4 vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối đã đưa nhà máy xử lý nước thải số 2 được đầu tư 170 tỷ đồng, có công suất 8.000 mét khối một ngày vào hoạt động. Như vậy, công suất của hai nhà máy hiện nay trong khu công nghiệp Dệt may Phố Nối là 20.000 mét khối một ngày, đảm bảo xử lý nước thải tổng số phát sinh nước thải của hơn 50 doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp. Vì lượng xả thải trung bình của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hiện nay mới là 14.000 mét khối một ngày. Nhà máy 2 đi vào hoạt động thì giảm tải rất nhiều cho nhà máy 1 và hệ thống thu gom của khu công nghiệp, giải quyết được triệt để các vấn đề vào những cái giờ cao điểm xả thải cũng như là cái lượng xử lý nước thải. Kể cả có tăng lượng nước lên chăng nữa thì chúng tôi cũng tránh những cái sự cố như vừa rồi như xảy ra.